Cái nút to này đấy, là nút chỉ âm lượng nhá, là nút chỉ âm lượng này. Đây em đang câu sẵn rồi, em mic lên này. Đấy. Chỉ âm lượng to nhỏ này. Chào các bác nhá. Hôm nay chào đón các bác đã quay lại với bên YouTube của shop Tân Ánh, Tân Ánh Bắc Giang các bác nhá. Đấy. Chuẩn bị vào mùa bẫy chim đêm 2022, đặc biệt là chuẩn bị vào mùa rẽ giun. Thì em xin phép được lên cho các bác những cái mẫu sản phẩm dành cho các bác đi bẫy chim đêm, đi bẫy rẽ giun. Trong cái clip này thì em sẽ giới thiệu cho các bác chi tiết về cái mẫu âm ni gọi là bâm ni AV263B. Đấy, mời các bác theo dõi, sau em sẽ báo giá công khai cho các bác luôn nhé. Đây là một cái mẫu âm ni mini các bác nhé. Vỏ bao bì sản phẩm là như thế này. Đấy, em sẽ khui ra cho các bác để các bác nắm được xem nó có những cái gì này. Thì cơ bản nó sẽ có một cái bộ âm ni là thân như này rồi. Đấy, và nó có cái giấy catano, những cái thông số kỹ thuật. Những cái này thì cũng không quan tâm nhiều đâu, hay là cách đấu cách câu này. Và nó có một cái tay điều khiển, tay điều khiển như này. Tay điều khiển này thì hoạt động trên cái dạng là mắt hồng ngoại từ trường các bác nhé. Nó chỉ có độ phạm vi khoảng vài 3 mét thôi. Và cái này mình không quan tâm nhiều đâu, hầu như các bác là bỏ không dùng tới, tại vì nó cũng không được bền, nó sẽ chập chờn cái tay điều khiển đấy. Thế còn đây là cái bộ phận âm ni, cái máy chính này các bác này. Đấy. Thì cái này ấy, thông số của nhà kỹ thuật đưa ra, nhà sản xuất đưa ra nó là 300W trên một vế, công suất cực là cao đấy. Nó có khả năng chạy bằng điện AC 220V và điện DC 12V các bác nhé. Đấy. Đây là cái giao diện mặt trước. Cái này là do quá trình vận chuyển nó bị lún cái tai này. Cái tai bị lún một chút nó không ảnh hưởng đến đâu nhé. Đó là chỉ là cái vỏ thôi. Cái bên mạch ở trong nó không ảnh hưởng gì, là chất lượng không làm sao hết các bác nhé. Cái này thì em gửi em sẽ nắn lại cho nó vuông vắn. Còn khi các bác nhận hàng mà nó có méo một chút thì cũng không sao cả. Đấy. Thế em giới thiệu về cái phần giao diện đằng trước để các bác nắm được này. Nút to này ấy, là cái nút đây. Các bác xem cái trực tiếp này em đang câu dưới thì cho nó dễ này. Đấy. Cái nút to này ấy, là nút chỉ âm lượng nhá, là nút chỉ âm lượng này. Đây em đang câu sẵn rồi, em mic lên này. Đấy. Chỉ âm lượng to nhỏ này. Hai nỗ này ấy, là hai nỗ cắm mic, hai nỗ cắm mic. Đấy. Cái này ấy là cái vôn chỉnh cho mic, khi các bác cắm mic vào thì nó sẽ có tác dụng chỉnh những nút này. Cổng USB này, cổng thẻ nhớ này. Trong này dùng thẻ nhớ to, các bác muốn đọc được thẻ nhớ nhỏ phải có cái áo nhá. Còn bên này ấy, là một nút chỉnh check này các bác nhá. Nút chỉnh bass. Đối với khi các bác đánh chim ấy, các bác lưu ý kỹ cho em ấy là bass các bác căng ít thôi, căng khoảng 1-2 chấm thôi. Còn cái check thì là tùy vào cái file tiếng để các bác điều chỉnh làm sao cho hợp lý. Thì các bác lưu ý là đừng có chỉnh bass nhiều nhá. Chỉnh bass nhiều là tần số nó cao là dễ cháy loa lắm nhá. Đấy. Thì đây là những cái nút vặn này, ở trên này là dãy nút bấm. Các bác thấy này, cái nút này đầu tiên là nút mode thì nó gọi là chuyển các chế độ phát này. Nút này là CH là nút chuyển bài lui, CH cộng là chuyển bài tới. Và đồng thời mà khi các bác ấn giữ thì nó cũng kết hợp với này cái việc là giảm âm lượng đi ấy, và ấn giữ thì nó sẽ kết hợp với việc là tăng âm lượng lên. Còn cái nút mà mũi tên có 2 dấu gạch này thì nó là tạm dừng đây rồi. Đây, tạm dừng đây. Đấy, tạm dừng này. Và còn cái nút mà dấu xoay tên này, dấu mũi tên xoay này là cái nút lặp lại bài nhé. Đây em bấm nó này. Đấy, các bạn thấy nhá, khi em bấm nó thì là cái biểu tượng của đèn này này nó sẽ nháy nhanh hơn. Nó nháy nhanh hơn như vậy là nó đang ở cái chế độ là lặp lại một bài duy nhất, có nghĩa là khi hết cái bài này thì nó sẽ tự động nó quay lại. Thế còn nếu mà em bấm lại một lần nữa, nó nháy chậm hơn. Nó nháy chậm hơn là nó ở chế độ là phát hết bài 1, nó sẽ tự động nhảy sang bài 2 nhé, tự động nhảy sang. Nó nhấp nháy chậm như này này, nó là ở chế độ phát tất cả các bài. Có nghĩa là hết bài 1 sẽ tự động sang bài 2, sang bài 3, sang bài 4. Thế còn các bác khóa bài lại thì nó sẽ nhấp nháy nhanh hơn, nó biểu thị cho mình đã khóa bài rồi nhé. Thế là cơ bản về đằng trước. Còn phía đằng sau của âm ni này này, đằng sau của âm ni này thì là nó sẽ có 2 vế, nó cũng giống như âm ni khác thôi. 2 vế, một bên trái và bên phải, thì các bác mỗi bên các bác câu về một phía loa. Thì cái này có thể là đối với check này ấy. Đây là em đang câu check này. Em đang câu check này thì em mỗi bên em câu 1 cái, nhưng mà có thể nó sẽ gánh được mỗi bên cho mình là 2 cái. Vì chi vậy nó gánh được 4 cái check nhé, gánh được 4 cái check. Còn đây tiếp tục này, 2 cái chân này ấy, là 2 cái chân tín hiệu vào. Thì mà khi các bác dùng cái rắc bông sen nhé, dùng rắc bông sen để truyền tín hiệu vào. Cái này là cái cắm điện bình 12V. Dây đen này là dây mát bình thường thôi. Còn dây xanh này là cái dây thay cho tín hiệu của dâu anten. Thì cái này là đặc trưng của cái Amly 263B đời đầu ấy. Đấy, đời đầu mà các bác đã chơi rất là nhiều, các bác thấy là chất lượng của cái hàng đấy thì nó ok hơn. Đó là nó dùng cái dây điện này thay cho cái dâu anten. Thế còn là cái dòng mà nó có dâu anten là cái dòng đời sau thì chất lượng về bên mạch, về tụ, về IC nó sẽ không bằng cái dòng đời đầu này. Khi mà các bác dùng bằng điện bình 12V thì các bác cắm vào thôi, đây là nó sẽ hoạt động luôn. Em rút ra này là nó sẽ không hoạt động nữa, và các bác cắm vào nó sẽ hoạt động luôn được nhé. Cắm vào hoạt động luôn này, đấy, cắm vào cái lên đèn luôn. Đó. Và đối với cái điện 220V em sẽ thử cho các bác xem. Điện 220V thì các bác sẽ dùng cái rắc cắm này, đấy, dùng rắc cắm này nhé. Đấy, em có một điện 220V này. Các bác nào ở gần nhà mà câu được điện 220V thì các bạn đánh điện này thì rất là ok. Khi các bác cắm vào điện 220V này ấy, thì cái phía trước này này đấy, nó sẽ có tác dụng ở cái công tắc bật đằng sau đây này. Đấy, em bật công tắc lên thì khi đó nó mới hoạt động nhé. Đây, công tắc đằng sau bật này, này. Và khi tắt công tắc đi, công tắc này các bác nhé, tắt công tắc đi thì là âm ni này sẽ ngừng hoạt động. Có nghĩa là cái công tắc đó nó chỉ có hoạt động ở trên cái điện 220V thôi các bác nhá. Đây 220V. Đấy. Đối với cái âm ni này thì là chuyên để cho anh em đánh chim đêm rồi. Anh em đánh chim đêm, đánh tất cả các loại chim luôn. Đánh cuốc biển, đánh tu hú, và công suất có thể nó kéo được 4 loa. Nó tóm lại nó có thể kéo được 4 loa các bác nhá. Đấy. Thì qua đoạn video thì các bác đã theo dõi được chi tiết về sản phẩm, về cách dùng. Đấy, cái này thì em sẽ báo giá cụ thể cho các bác nhé. Bên em đang bán với cái giá là 450.000 trên một cái này, 450.000 trên một cái âm ni này, và đã bao gồm là cả phí ship cho các bác luôn rồi đấy. 450.000 bao gồm phí ship. Và các bác nào mà tập trung lại một hai anh em mà mua nhiều, mua 2 cái trở lên thì em sẽ có giảm giá thêm cho các bác nhé. Em đang báo giá lẻ cho một cái. Đấy. Và ngoài ra thì những sản phẩm khác thì em đều có cả các bác kết nối với lại số điện thoại em ghi trên màn hình ấy, có Zalo ấy, để xem các bác là cần mẫu sản phẩm nào, em sẽ tư vấn và báo giá cụ thể cho các bác về sản phẩm đấy. Nói chung là tất cả các phụ kiện dành cho con chim đêm bây em đã có hết các bác nhá. Rồi em xin cảm ơn nhá. Các bác theo dõi clip thì vui lòng cho kênh YouTube của em xin một nút like, một nút đăng ký ủng hộ kênh nhé. Và các bác đừng quên là bấm luôn cái chuông bên cạnh như để các bác nhận được những thông báo mà em đăng tải về những video mới. Chẳng hạn như là em chuẩn bị giới thiệu với các bác một cái tiếng rất là hay để cho các bác đánh sẽ run thì các bác bấm thông báo để các bác đừng nhỡ những cái video quan trọng như vậy nhé. Rồi em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong video sau nhé.